xa. Quả thực dâng lên lòng tin con thỉnh đức Chúa tiền thanh mẫu kiểu chung. Người cùng chung cử tiêu chính vị ở trên rời giữa chính bốn phương. Trong sáng như gương lòng trầu, trong sáng như gương thần thông biến hóa sửa sang việc đời. Mày lão tốt tươi mắt hoa, mày lão tốt tươi đừng ông má phân miệng cười như hoa. Tóc vượng già già lưng ông tóc vượng đền sông sơn. Nhan sắc khác thường hình dòng, nhan sắc khác thường giá danh đổi một, bông huệ thơm mà khôn bình. Xa loạn thánh giá lần thân nữ ngự đền phải cùng sớm kết loan phòng trang kính xuyên, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo gửi định chân nhang phần khỏi dung thiên thượng đệ tử kiên thanh liệt tại kim nô phong thánh tiêu tài chương. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ba Ha Tát, Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ba Ha Tát. Khai quang dòng nhan thấp cờ diệu quang minh, chiếu đàn duyên ngã tích tam cúng giảng kim phụng bảo thân cận thánh Chúa kiên trung vương. Ca lăng tân gia âm từ bi mẫn dung sinh, cố ngạ kim đỉnh lệ khai quang phả chiếu từ chung. Sa loan thánh giá hồi phùng mạc đế đình tôn quan, phùng mạc đế đình giao ai sát quỷ qua lớn sự tình chóc tả. Giám sát quyền cai trên thượng ngàn, quan đề nhi quản cai thông chi tam giới khẩm sai chức đại thần. Quan mình đào vũ một thôi
dần dần. Ra lệnh truyền tiện đôi bạn cư hai quang dòng nhan thấp cờ rượu quang minh chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng giàng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trùng đường văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên quan về tấu đôi xếp biên dành dành phê cho nhị tượng tràng sinh chữ phú chữ quý thang linh thọ trường phê cho dũng mạnh tham cường. Thắng tích
giám sát đi tôi lên đền thờ Quan Sơn thoải hữu tình địa thế đẹp Giáng sinh từ đây giải càng trông càng thấp mi núi mờ xa từng dãy ngất non tiên cửa động thiên thai đẹp cảnh lâm mơ tuyền nơi nơi danh thắng thiên nhiên kỳ diệu thu thành ra hồi cung sinh giang tân doanh ngân sớ bắc đôi vầng hồng chiếu giang nam mình Thủy quốc động đình con vua Thủy quốc động đình đệ tam thái tử giang sinh ngồi đền rồng cho nó Diêm La tấu về cho tới đức vua cha động đình vốn dòng làm chu thủy cung văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên trình quan tam phủ chúa tên dành dành phi cho như tự trường sinh
vực sâu. Mười hai cửa bể thank you.
có phen người, có phen người về nơi thủy phủ. Dòng cân đài áo mũ vào tàu, bắt năm ba đồng tử theo hầu vào cung vương phụ giả hầu đức mẫu vương. Quân nhị đạo tiên phong chiêng kêu cờ phất trống rồng, bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Rồng ca trúc chén tiền, vua cha ra ngự ngai vàng, phán nhời hoàng tử vương quan bảo châu. Lẫm liệt tung anh nguy ra, lẫm liệt tung hoành, chư ta sát quỷ có lớn tuần tranh đại tài.
phan các quan có lớn về, truyền phan các quan nên tả văn hiệu võ, lương ban đao đạt lệnh truyền văn võ đội hàng. Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Tài quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh, chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trùng vương. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan về tổ đối, chép biên dành dành về cho nhị tự tràng sinh. Trần thế biết tay ra uy, trần thế biết tay ngự lên đồng tử, cứu dày dương gian cứu đầu đâu đó bình an. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu quang minh, chứng mã văn ngã tích tặng cung giang kỳ phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trùng vương. Khắp bốn phương
gần đều biết quan lớn tuần ngài đã dẫy thần cơ, muốn dân đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập đền thờ Quán Tuân Trạch. Chầu phục dưới tam đầu uốn khúc chầu lên, lân dần phường múa đôi bên, Quan Tuân Trạch giáng ngực trên sập công đồng. Sắc ban phong ngài thống chi tam giới, hay chóc ta bóng quý nương nguy trời thủy khí đoan trang, tôn quan hiền hách ai đang ra tay tế độ trần gian con được nhờ. Chân ai có tả quan chúng ta ra, dầu ai vẫn hạn chưa qua tới kêu quan đệ ngũ bệnh đã tan không. Hiền thánh thượng ngàn dương văn, tiên chúa trên ngàn đông cuồng tuần quan giang đền chừng đây. Thank you.
danh thơm đã có tiếng đồn xâm gian mặt bề. Mưa tuôn đầu gành ra mà mắt phượng lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâu thôn quê hay là người thành phố, không biết rằng căn số bị đâu.
trốn gian mặt bể chớp mưa tuôn đầu gành ra đường ngả mắt ni phượng lòng lành ni trong bể ngọc mì ra ngoài bàn lò đêm đông xuống trần gian bao mộng trần thì nương tâm minh đông bao thai ơi tuần chín tháng lẻ loan đêm ngày dưỡng dục đặt tên là mê lục cung nương hương trời sao khéo phi phương Hãy subscribe.
mùi hoa hơn hơn hương lầu. Vẹt một bầu nước trong leo lẻo trách ông trăng già sao kéo nhờn lỡ vô tình du một cơn vũ giá vân phù bà mượn thân phàm xuống đất chín tư làm thần rừng nghỉ hoa nở nhụy khoe tháng năm đèn liệu lập lòe hồng vân phủ kín nếp hiên hòe sân tuyết thiếp nàn da hồng hồng má phấn bà kỳ yêu xa trung đình vàng tiến dâng to
tương làm gạo lốc thơm lừng, ốc cua tôm cá giò nem đủ mùi. Để đã tháng này ban cho tiền tốt lụa dày, bộc lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho giải nhất sang nghèo. Ngoài năm xưa đồng đền họ Đình con nhang khói phụng thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Cho đồng giải nhất sang nhiều, đồng lộc cho năm
xa cộng đồng, gánh xa cộng đồng, dạo chơi chốn đi à. Non bồng bích thủy châu chở ra về, phố vị xuôi ngang y à. Quan giám mi thường ngàn tối linh, khắp châu thổ phụng trình vòng bái kẻ ngược xuôi qua lại khúc cung nhà. Lên bài nhiên đi kiệt cùng Lạng Sơn, tiếng dậy vang trên ngàn dưới thủy trở ra về, nhất nhị tam thanh nghi à. Cũng điểm ra ngự về đồng, phân ni điểm xón tô hội họp
ba thổ mãn hiện ra người già ban hàng trời à. Lần sau cậu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ.